giờ bóp bóp hai xị đúng không? Đưa dưới qua đây, mua dưới qua đây. Chơi lớn, chơi lớn luôn hả? Chơi lớn luôn. Nguyễn chào em, chào mọi người. À, mai anh Tức Nguyễn đi mẹ cho đốc nha mọi người. Không tới đi đảo Tâm Du. Thì cái clip này cũng cảm ơn mọi người. Thì cái đợt sau tụi em đi chơi, anh Tức Nguyễn ủng hộ 500 đô nha mọi người. Đúng rồi Tấn? Giám đốc đi rồi, sao có gì không? Ờ, qua giám đốc đi rồi là em nói là ủng hộ 500 đô là có ông Tòng quay nè, có ông người quý vị. Giám đốc đi rồi. À, giám đốc? Báo, báo! Chuyện bình thường thôi. Anh nói ủng hộ 200 hoặc 300 là em nói là ủng hộ 500 luôn cũng được thôi. Cảm ơn anh Tấn nha. Chú nhiều, cảm ơn Tức Nguyễn chú nhiều. Tâm 500 là cũng là mười mấy triệu, cũng cảm ơn Tức Nguyễn nhiều, thiệt không? Nếu mà em có lòng như anh cũng cảm ơn em. Chứ anh hay mặc ở bên nhóm bà. Không nhóm bà gì, hay mặc trong chị em. À, cũng cảm ơn em nhiều, em ủng hộ 500 đô. Đúng không? À, cái thứ hai á, là anh chúc cho em á, trong nhóm á, là đi chơi vui vẻ. Cái thứ ba là em chuyển tiền qua cho Toàn ok em 500 không? Toàn em nhớ với anh Tấn có chuyển là em cứ nhận nha, giờ anh báo cho Trinh nha. À, 500 anh Tấn ủng hộ 500 đô nha. Anh Tam nói gì, anh Tam chứ nhiều nói bên mình em nói gì không? Mà chuyến này Tấn Nguyễn đi chơi vui. Mà chuyến này nếu mà anh Tấn mà bỏ ra 500 mà anh Tấn không đi là cũng không nhận anh Tấn 500 nha. Anh Tấn đi muốn nhận 500, anh Tấn bỏ ra 500 đâu. Đi. Để tối lên hút anh Tâm chồng chị Hà nha mọi người. Không, cái này có thiệt nha, chứ không phải nói thiệt nha. Chứ không phải nói giỡn hết vậy. Nãy Tấn mới kêu anh Tấn ủng hộ á, là có 200, 300 thôi anh Tấn á. Cho 500 luôn, đúng không em? Nói đàng hoàng à, Tâm đang quay rồi em. Tới 1 giờ nè. Gì? Trời, hôm qua kia giờ má ơi, má chắc má xỉn rồi. Trời, chuốt kìa, chuốt kìa. Trời ơi, mấy mất tiêu mẹ rồi. Má con rút con quách lòng hết trơn má rồi, con nó có lòng rồi mà lòng ở dưới thôi. Mẹ mệt của anh chút đi. Không có đâu, không có ra, không có được đâu. Mệt chết rồi. Vui nha mọi người. Không được. Được rồi. Đó, vui vẻ nha cả nhà ơi. Vui vẻ. À. Chuyện này mà Tấn Nguyễn mà đi á, đi chơi cho hết mình luôn anh em, chơi mình nhớ đâu không lấy chai rượu đậu mới chơi chứ ngoài nghe chú này chơi ngoài nghe anh Tâm chú hộp hả nghe taxi si. Chú này là chú hộp đó đấy bậy đừng có bậy mua mấy chai rượu mà bữa anh nào cho đó bữa có anh gì cho chai đỏ đỏ anh taxi si. Luôn chú hộp á chú hộp gì không hộp đâu hộp vô đi ông chính này đi chơi với anh Tấn Nguyễn chơi thôi chứ nè đúng rồi anh Tấn chơi nha mọi người nè, chứ này mà Tấn Nguyễn đi chơi cho nó vui hôm bữa đi ngân điện bật phá máy luôn không chơi luôn lúc đó là lấy tối Tấn Nguyễn bữa trước đi du lịch đúng không chú nhiều lấy tối rồi là lên rốt cuộc có lên đâu vô cùng sao rốt cuộc lên tối hứa là rốt cuộc đâu có lên đâu nhanh không chuột hứa tối là lát chuẩn bị lên Tấn Nguyễn ngại anh Tâm ơi Tấn Nguyễn không đi không, được Tấn Nguyễn biết Tấn Nguyễn có tiền á có tiền anh Tấn Nguyễn chơi còn không có tiền Tấn Nguyễn giống như hồi xưa em rồi lúc đó có tiền rồi à. Đúng là mình đi Phan Thiết á là có tiền cho chị Quý rồi đợt sau Vũng Tàu rồi em ơi hả không Tấn Nguyễn chơi là đi chơi không nói với Tấn cho ok chơi bận lắm Tấn em bây giờ làm ăn khó khăn anh Vinh nó thật sự có còn vậy lo hết bạn tụi em chơi cứ bận nào em chơi thôi Vinh. Anh Vinh nó thật sự em bận nào chơi thôi rồi còn chơi ở xưởng cho em làm như em nó nông cùng quá thì nó khác ví dụ nhà em bao chiếc xe em đi nông cùng lên sao mà chơi quá lố quá lố má
cho vừa là vừa đủ lố thôi chứ đâu quá lố đâu. Quá lố. Quá lố là lố gì? Anh nói em nè, em lo khách sạn, lo ăn uống hết rồi, không phải lố. Không, em không phải là anh vô là em lố cái hợp đồng á làm ăn sao anh không biết. Em mới bao cái chuyến đi Vũng Tàu bữa hổm là mấy người mua xe cho 500 là anh thấy được rồi. Cho tao đi cho được rồi, tự nhiên lên là cho tiền á, ngộ vậy. Những người đó nè, giờ trên đó á, những người đó có tiền cũng cầm 500 có tiền của em. Vì chức anh không nói à, những người anh nói vậy nè, toàn người anh cũng nói luôn, nói vô lắm. Nói gom hết rồi còn què nó không nói. Thì nó nói đủ ngựa tự nhiên lên á, ai đi cho 5 tiền. Nè khỏi như anh Vinh đi á, đứa anh Vinh mà cầm 1.000 nào của mày, anh Vinh là con chó chứ không phải con người. Đồ không anh ơi, anh nói nó bậy rồi, nó bậy rồi. Nè, mày đi bao khách sạn mà để nè. Khách ơi. Sạn rồi bao ăn uống rồi bao tùm lum ra hết. Trời ơi. Em làm cái chuyện đó thôi. Nếu mà em nói anh bậy thì anh không dám bậy rồi đó. Rồi giờ anh nói mọi người, nếu Tướng Nguyễn nói em bậy mọi người, Tướng Nguyễn có tiền để chắc chơi thoải mái thật sự. Em nghe nè, em không có nghĩ gì cái gì hết. 500, 700 hay là 1 triệu không thành vấn đề với em. Không có vấn đề. Nhưng mà em nói là mọi người đi chơi á, vui vẻ, ăn nhậu, đó, happy, thì mọi người vui chơi thôi. Chứ 500, 700 triệu là nó thành vấn đề với em, trời ơi. Biết rồi, anh cũng bình thường có đánh của em. Bây giờ nè, em lo cho người ta nghỉ ngơi và ăn uống là bình thường rồi, xe cậu được rồi. Hay lên xe em cho tiền nữa thì sao? Không phải cái này á, anh không khen em. Kêu gì vậy? Em có tiền thì anh không nói, còn không có tiền nữa. Hồi xưa em là sao? Bây giờ em là sao? Nói công gì thôi. Xưa là xưa, còn giờ là giờ. Cứ anh cứ tính xưa tới giờ nè. Tính chi cho nó mệt dữ vậy. Hồi xưa là anh em mến, mến em nhất là nhiều trong làng Mỹ Mến. Vậy rồi. Sau này em làm ăn không được thì sao? Bây giờ em làm ăn được lại đi. Ông ơi, xưa em làm ăn không được. Tuấn Nguyễn hồi xưa là Tuấn Nguyễn là giờ bản lĩnh. Anh khen luôn. Em nói anh Tâm nghe nè, giờ sau cái thời gian em chơi là chơi hả, bản lĩnh. Tay ngó tới em luôn, không ai nói gì thôi. Rồi bây giờ em làm ăn được lại, anh không biết. Là như vậy thôi, anh nói câu gì thôi, chứ anh muốn gì. Giờ con gà. Vừa đây á. Cái này ăn miếng là nhấp nửa ly được. Yên trên chim cổ. Nói mọi người nghe, anh Tâm có đi là anh rất là vui vẻ. Đi trong chuyến du lịch đi chơi là anh Tâm ok. Nhưng mà cũng nhiều nấu ăn, vợ em nấu ăn, em nấu ăn, ngoài chuyện là nấu ăn. Thì mỗi một người gia cử với một người, còn việc châu người lo cháo hoặc là cái kia. Nói chung mọi người nghe là cũng nấu ăn hết. Còn những người đi với em nha, mẹ nấu ăn cho anh ăn hết luôn. Nấu không cần, không cần anh nói làm. Tại vì chúng ta mẹ nấu hết trơn luôn, không cần anh nói làm. Bữa hổm ai mới đi rồi. Ủa ta, nè hồi xưa tao đi với Vũng Tàu nè. Long Hải mấy lần. Giờ đợt kìa tôi đổi phong cách chơi là tôi chơi là tôi nấu hết luôn. Mày nấu luôn hả? Nấu hết rồi. Là anh tắm giữa mình mấy anh khẽ đâu, anh nằm trên giường đó. Nằm hơi, hơi không? Là giúp mà liếm, liếm mà bốc mà hốt không? Đúng rồi. Nấu ăn hết luôn nha, có nhóm xe chứng kiến kìa. Xe làm đủ má tao ối luôn á Tức Quyển. Trời ơi bây giờ lại làm hết đó. Bây giờ làm bỏ tiền vậy luôn. Bỏ tiền nha. Nấu ăn uống luôn. Nấu ăn uống luôn. Nấu anh Vinh lên tắm rửa sạch sẽ, nằm máy lạnh phơ khô đi. Đúng rồi. Phải không? Đúng rồi. Vậy hả? Anh Tâm. Tức Quyển nói vậy hả anh Tâm? Chuyến này là anh em mình nằm khô khô á anh Tâm.
Chuyến này anh đi mình nằm thôi. Chuyến này đi nè, bữa xe 29 chỗ Hưng Điện là tối đi rút cuộc sáng sáng mừng Hưng Điện điện ông cuộc thoải mái tối lại bắt đầu nói tối là lên tối là lên lên rút cuộc tôi chờ mấy anh em chờ rút cuộc đâu có thấy lên đâu. Nghĩ sao đồng gà lên thì bác cần bảo lên nha. Bảo lên nha. Không phải là đi chung nhóm được. Bây giờ nè nói cho con đồng mẹ nghe. Nhiều khi lỡ cũng Tứ Quyển á, lỡ có nói với chuyện vụ xích mích gì đó là Tứ Quyển không đi được. Là vậy. Cái này giờ nói luôn, mà nói luôn nó năm nay xỉn thật sự. Thôi còn cái nhóm mình đi. Ok, Tứ Quyển đi hết chứ không phải là vậy. Đó nói vậy thôi. Không phải nói thật sự. Ok, gì. Hay quá vô cái nhóm xe. Không phải nhiều khi Tuấn có xe nó đang ngồi để nghe. Không phải mày nói đàng hoàng đây, mà không phải anh đi đang, đang ngồi telephone nghe nha. Nhóm xe nghe nha, để nhóm xe về nhóm xe học lại với giám đốc. Là trình báo là như vậy chứ mà. Nhóm xe ghê lắm, nhóm xe ghê lắm đó nha. Nhiều lúc là Tuấn cũng có nói này kia. Là Tuấn không có đi là bà là giám đốc đó là chợ. Vì lỡ có nói với là đi mà Tuấn không đi được đó đâu cũng ngại à, không phải, nói gì nói xài nghe hết á nói gì nhóm xài nghe hết á đó ủ má tiểu tử quay quay trời ăn gì vậy chín giá không chịu ở gia chín giá không chịu nhóm xe là lắm nha nhóm xe là tin tức rồi nói cho mọi người nghe chứ không phải là gì nói này nè nói gì anh đừng có nói nữa anh nói càng nói là nhóm xe nó càng nghe anh hiểu không em chịu quá kìa Tấn Nguyễn nó nghĩ vậy đó mọi người nó nói gì nói vậy. Nói cái gì nói là nó đúng để nhóm xe đang nghe anh nói đúng không anh nói nãy giờ đúng không nhưng mà anh không nói gì anh không có thể nói là vậy nhóm xe nó sẽ bắt mặt anh nó sẽ nói này nọ là bà Châu không là tiểu tử là Châu tiểu tử nó về nó sẽ cơm ê con đĩ bán xà bông tiểu tử đâu rồi nó về tử. Rồi về đâu nó về rồi hả? Bây giờ có nhóm xe ngồi đây nè còn có một người sao quay cái lục què quay gì không quay nhưng mà nhóm xe về nhóm xe nó cầm len lên anh hiểu không cầm len lên nhìn rất là ghê. Nhìn cái đầu nó nói chuyện. Mới ai chửi tao nữa. Nha. Thấy cái đầu ngứa. Đây nhóm xe luôn nè. Đó, đó đó đây. Đúng rồi. Tiểu tử vô qua nè, quý. Cái nhóm vậy đó bà. Đó nhóm xe luôn đó. Đó bà Châu bà nói là nhóm xe là có Ê, tiểu tử là bên nhóm xe nha. Quay. B, B, A, B, C đó. A bên kia. Nhóm nào đó. Có nha. Bà Châu bà nói nãy là có nhóm xe là có bà đó nha. Ăn bánh mì thoải mái là cái chân quắc quắc rồi đó. Đó. Nhóm xe ghê lắm nha. Nhóm xe là bắt tâm lý rồi bắt tình tiết rồi nha. Xe chiều nay về hả mai? Cháu. Xe mai về hả chiều nay? Mai. Hả? Gì đó tiền? Ngủ vậy. Anh nhậu là bao nhiêu đó? Ngủ gì đó mẹ. Nó quay rồi. Bữa nay có giám đốc tên nhóm B qua nha. Đây là tôi là chủ tịch hội đồng quản trị là mà kêu giám đốc ngồi xuống ngồi không được mai nghỉ việc. Sợ nó quánh em quá. Ai? Tấn hả? Tại thiệu quá ông Quýnh. Quýnh thiệt á. Bóp chiếc giái mày, bóp chiếc khúc mày. À, giám đốc, em cũng hân hạnh được hôm nay được gặp anh giám đốc. Dạ, chủ tịch, em mời chủ tịch đi về à. Chủ tịch hay quá. Thôi giận chơi dạ. Anh nói anh giám đốc, cũng em đi chơi vậy. Anh nói tất cứ, bất cứ, nhưng mà anh là tôi không có đâu quyền. Anh nói là tôi hơi ký của anh được, không cho anh quyền nói. Dưới quyền quản lý ha. Đúng rồi. Để đi lên em. Em đóng clip vui vẻ mà em đâu có hại ai đâu. Trời ơi, em đóng hại mạnh khỉa không à. Khỉa gì? Khỉa Đức Nguyễn. Ừ. Khỉa nó dễ ngờ thì sao? Chứ giờ nó lên mạng nó kẹo em biết bao nhiêu. Sao? Nó nghĩ là có dính lý vô không chịu mà. Em đừng quá. Thôi vậy. Người coi clip vui vẻ. Rồi giờ sức khỏe nha mọi người. Anh nói khỏe hoang. Anh nói là lỗ quanh cái gì. Bậy. Nếu mà ai nói vậy bậy. Cái lỗ của anh Tuấn Nguyễn cỡ như cái chén này nè em. Trời ơi.
nè mày nhìn cái lông biên gì nè, vô mà không chừa á. Ừ trời ơi trời, hôm nay anh Thành tôi gãy cạc cái mặt này nha. Quý cái này con cứ nguyện anh Vinh anh Bảo anh Tí anh làm cho mày đó, tao đâu có đủ mày đâu, mày nghèo chú Tâm giờ Vĩnh vui vẻ nha cả nhà ơi. Chạy vô quay đầu được thôi à, chạy vô quay đầu được luôn. Trời ơi, vậy là quá rộng luôn hả anh? Trời ơi. Ờ, đồ má nói vậy mới vừa hoàn thành. Nè, con trai của anh Vinh kêu là uống giùm 10 lon giùm con kìa bà. Ai? Uống Ngọc Thận. Mày á nha mà, mập. Mất dạy á nha, mày á, tối ngày mày về mày bó tao rồi, hai đứa con ở nhà, đủ má mày không lo. Con mập giờ ta chịu ngỡ với mày nữa, giờ một đứa nhỏ nữa. Mày đi đâu đâu, giờ giờ dẫn về ba đứa con gái. Có bầu, giờ thêm thằng Bảo nữa. Lương Gia Bảo nữa. Coi kìa mày coi lại nha nha thằng Ngọc. Nói cho mày nghe đó. Chuyến này mày về mày tao đuổi mày đi luôn. Tụ má gói cuốn đồ ra hầm cầu ở đi. Đó rồi sao rồi, vậy như này khỏe nha nhau cũng thuận. Kha kha vậy là. Trời ơi. Thằng đúng đi nha. Rồi. Mới chửi thế nó điện liền. Chim sông xuân gì á? Chim sông xuân. Trời ơi, kim sông vòng. Thôi tao sợ mày nè 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 coi đã. Nó hiền hình. Chuyến này mày biến luôn đi. Nguyên cái mặt chàng này mà hình luôn. Trời ơi, con mắt kìa. Mày đang làm gì? Chạy ra đây. Ra liền nha. Ba kêu con ra liền đi. Rồi, thằng hai trời. Dạ. Dạ đó. Ở trong khi chạy. Kêu nhậu mà. Qua đây ngồi lại xíu nha. Ừ. Mấy anh em trai rồi á, không ai. Mấy vậy lại nó lên thành. Gì vậy? Viết tính quyển giùm em. Trời ơi. Ủa gì vậy? Kỳ vậy? Không ra hả? Nè. Nè Tấn em coi nè. Viết tính quyển giùm em. Phải không? Ở dưới rồi má, mấy cái clip kia nó ăn hộp là chưa xó. Anh nói ai, Hoàng Anh nói là hàng của anh là anh Hoàng Anh thấy hết rồi. Mày chửi nữa. Con chặt, mày muốn gì ra đây? Đàn là ai đó anh Vinh? Thì bình thường cũng như là anh đây anh nói chuyện vui vẻ rồi. Vui vẻ nhiều khi giả bộ rồi nói tính quyển chửi anh cặt cặt vậy đó. Nói chung anh em có qua có lại đúng không? Có qua có lại thôi chứ không có chửi mà nha mấy người quý vị. Chứ Nguyễn Như Hồng đều hải dân vậy. Tôi qua tới đập hèo đập cái đèo luôn anh Tấn. Rồi cái lẩu dậu của tôi á đủ má tôi bao luôn xe container chạy vô còn quay đầu lại được á. Viết tính quyển giùm mày em. 80 viết trong container vô luôn hả? Đó đó đó. Tướng Nguyễn chửi đi gà. Anh Hoàng Anh ơi, giờ Tướng Nguyễn đang ngồi ở đây nè đó. Giờ anh Hoàng, ám anh Tướng Nguyễn giùm em nha. Đừng có ám em, muốn chạy gì. Bóp hộp. Tán với bạn Hồng mày nha, tao đang đi đá nha. Mày bạo quá. Bộ hộp quá nhưng mà chức nha, tán vô hộp mày nha. Bộ hộp hơn chừng, tao thấy con cạc anh lần thứ hai rồi đó. Mày đó, mày quần tao hoài nha. Bữa hộp hơn chừng hên, nó không qua không ăn clip lên. Ờ, anh đô quen cạc bỏ ra luôn. Nó mày bả nhìn clip. Tụt quần anh Vinh ra, tụt quần tới đây luôn nè, ra luôn. Ai mày bảo anh ra trời ơi. Về gì mình là người sống thật, mình nói thật thôi. Anh có gì đâu anh cái bỏ anh là muốn lột. Xuất sắc luôn á. Nè anh, nè hỏi anh ăn. Qua cái miệng anh, qua cái miệng anh Tuấn Nguyễn là cái gì nó cũng. Cũng chà bá luôn. Tuấn Nguyễn chơi xấu. Sao? Anh Vinh người ta đi toilet cái bắt đầu rồi bây giờ. Tuấn Nguyễn nó anh Vinh người chà bá đúng không? Tuấn Nguyễn chơi xấu. Chơi nam mà Tuấn Nguyễn chơi tụt quần, chờ ra lên cộng đồng bạn Tuấn Nguyễn kia chơi. Là sao? Cặp bự em khen cặp bự. Bạn ơi. Đừng nghe là Tuấn Nguyễn nha, chơi xấu bạn bè không có được. Ờ khen cặp bự nãy giờ đâu có khen nhỏ đâu mà chị Phạm nè. Ủa mà chừng nào tôi nói cặp bự ra cặp nhỏ gì là do tôi sử dụng. Dạ tất cả mọi người đều hỏi em à. Nhưng mà anh Tuấn Nguyễn đang mời anh Vinh. Nếu mà Tuấn Nguyễn mà nói vậy là tôi chấp nhận cho Tuấn Nguyễn theo chồng tôi luôn. Trời chịu chơi chị phụ. Phụ nữ theo chồng tôi. Bà quý kìa, bà kìa chạy nước miếng kìa. Anh Tấn Nguyễn là bao năm mọi người ơi. Dạ. Mấy năm, mấy năm. Anh Minh lời nha. Nhà muốn vũ nhà muốn năm đại. Ê, bà quá đi. Quý này quý. Anh quý luôn á. Đúng rồi, bóp đi. Bóp đi hai sĩ. Hai chai. Bóp đi hai chai. Hai chai là tới lưng xe. Bóp giờ bóp hai xị đúng không?
Chị lớn, chị lớn luôn hả? Nè, đánh cứ nguyên ra kẹo kìa, có đi không? Chị đánh rồi. Bữa nào đi chị đi nha. Bữa nào đi, nói xóm chị đi. Hết tiền cái gì giờ còn tiền nữa không? Chị hôm nay đi trúng 5 tờ là đi luôn. Ủa, bữa nay mà quý rồi, mặc đồ đẹp quá quý. 5 tờ. Quý phải đến tốt hùng rồi. Mặc đồ đẹp quá trời luôn. Cảm ơn anh nha. Nó ngồi đó. Chiều nay đây lấy bút rồi mà. Bảo kìa mà. Ông lấy bất khủng mà đi với là 4 năm 8 4 năm 8 xỉ mà đừng có làm mấy bãi.